Ngọc Hạ xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Ngọc Hạ sẽ hướng dẫn cho mọi người một cái cách để chúng ta biến cái laptop của mình trở thành một cái music server chuyên nghiệp. Thì bác và anh nào mà chúng ta nghe nhạc qua laptop á, thì với cái cách này chỉ mất vài phút là xong thôi, cực kỳ đơn giản, hầu như ai cũng có thể làm được. Với cái cách này mọi người có thể điều khiển nhạc hoặc là chọn nhạc ở trên ổ cứng hoặc là nhạc, cái nguồn nhạc mà trên laptop có sẵn á, thì mọi người điều khiển qua điện thoại từ xa nó rất là tiện lợi và y chang như một cái music server chuyên nghiệp vậy đó mọi người. Và điều đặc biệt á, cái chất lượng của nó cho ra cực kỳ cao luôn nha mọi người. Bác và anh nào mà chúng ta chơi music server thì mọi người biết cái đầu ra out optical của nó maximum chỉ có 24 bit, 192 kHz là maximum nha mọi người. Nhưng khi mà chúng ta chơi ở trên laptop thì cái đầu ra của nó giữ nguyên cái chất lượng, vẫn là 32 bit và DSD luôn, cực kỳ chất lượng luôn nha mọi người. Và với cái thao tác này nó rất là đơn giản, chỉ mất vài phút là mọi người có thể điều khiển, chúng ta nghe nó rất là tiện. Và bây giờ thì Hảo sẽ test thử cái hệ thống nó chơi như thế nào để cho các bác anh nghe. Sau đó thì Hảo sẽ hướng dẫn cụ thể từng cái giai đoạn để cho các bác anh chúng ta thao tác cho nó dễ dàng. Và điều đặc biệt một cái lưu ý nữa, khi mà các bác anh chơi nghe nhạc qua laptop á, thì mọi người lưu ý chúng ta sạc đầy pin trên laptop rồi mọi người hãy nghe nha mọi người. Chứ bác và anh nào mà chúng ta vừa cắm pin vừa sạc và vừa nghe nhạc thì cái chất lượng của nó rất là thấp luôn. Bởi vì cái laptop của chúng ta là cái nguồn sung, nó sẽ bị, khi mà chúng ta vừa cắm pin và vừa nghe nhạc thì cái nguồn này nó sẽ bị ảnh hưởng, nó sẽ bị nhiều và cái chất lượng nó giảm đi rất là nhiều luôn nha mọi người. Ví dụ như á, bác và anh nào chúng ta chơi những cái dàn mà ultra high end thì mọi người biết có những cái hãng người ta làm, người ta sản xuất chuyên ra những cái bộ lưu trữ điện để chuyên dùng cho những cái dàn mà ultra high end đó mọi người. Ví dụ điển hình như là cái thương hiệu là Strontan, một cái thương hiệu mà họ chuyên làm những cái bộ lưu trữ cái nguồn điện để dành cho những cái dàn mà ultra high end, để khi mà chúng ta chơi cái nguồn điện nó sạch sẽ, ổn định, nó nâng cao cái chất lượng âm thanh hơn rất là nhiều. Và bây giờ thì Hảo sẽ quay cho mọi người, Hảo để sẵn cái máy tính ở trên đây rồi, mình sẽ test cho mọi người thấy sơ qua, sau đó thì Hảo sẽ hướng dẫn cụ thể từng cái giai đoạn để cho các bác các anh rõ hơn nha. Đây, cái laptop thì Hảo đã để sẵn. Hôm nay cái hệ thống của Hảo này, Hảo sẽ không có music server và Hảo sẽ có một cái chiếc laptop để ở trên đây, cái đầu DAC và âm ly và ra loa. Thì âm ly ra loa chúng ta không cần nói nữa nha. Thì cái laptop hiển thị ở phía dưới này thì Hảo đã để sẵn rồi, và cái thao tác đó thì Hảo đã làm rồi. Bây giờ thì Hảo sẽ test thử để cho mọi người thấy là nó tiện lợi như thế nào, sau đó thì Hảo sẽ quay cho mọi người xem. Và cái hệ thống Hảo đã để trên đây này, cái laptop Hảo để trên đây, cái DAC này Hảo không dùng cái chức năng music server, Hảo đang bị dẫn cái laptop trở thành một cái music server, đưa cái tín hiệu qua cái cổng USB DAC xuống cái DAC để giải mã nha mọi người. Và bây giờ thì Hảo sẽ thử mở lên cho mọi người thấy cái thao tác nó đơn giản như thế nào và nó chất lượng như thế nào, sau đó thì Hảo sẽ hướng dẫn từng bước để cho các bác anh dễ dàng, chỉ có mất vài phút thôi nha mọi người. Thì cái phần mềm hai solid thì Hảo đã tải về sẵn rồi đây mà mọi người. Đó, mọi người vô cái là cái nhạc của Hảo đã đồng bộ lại ở lên đây rồi. Sau đó thì Hảo sẽ vô cho mọi người xem này, cái nhạc trữ tình này, trong này nó có rất là nhiều. Đó, thì ví dụ như là vô cái bài này, thì Hảo sẽ hướng dẫn từng bước cụ thể trên máy tính cho các bác anh thao tác. Sau khi chúng ta kết nối laptop, giải mã DAC và âm ly loa với nhau rồi, chúng ta sẽ tiến hành, mọi người vào Google gõ cái từ khóa là High Solid.
Sau đó thì cái phần mềm ứng dụng này nó sẽ hiển thị lên đầu tiên luôn nha mọi người. Và chúng ta truy cập vào cái trang hyslick.com để tải về. Đó, mọi người vô đây, hyslick.com. Sau đó chúng ta sẽ vô cái phần download á, ở bên góc phải. Và mọi người tải về trên laptop nha mọi người. Và chúng ta nhấn vào đây để tải về nè. Mọi người chỉ cần nhấn vào, mất vài giây là ngay lập tức nó sẽ tải về laptop cho chúng ta luôn. Và mọi người vào cái đây để chúng ta cài đặt cho mọi người. Chúng ta đăng ký tài khoản này kia, cài đặt lên laptop á. Và khi vào đây thì nó hiển thị lên như vậy, thì mọi người chỉ cần bấm next là xong. Next liên tục vậy đó. Và nhấn vào cái chữ everyone ở bên góc đây này. Đó, sau đó chúng ta sẽ bấm next. Đó, thì nó sẽ cài đặt xong cho chúng ta ở trên laptop á. Đó. Nói chung là cái thao tác này thì nó cực kỳ đơn giản, nó hầu như ai cũng có thể làm được hết á. Và mọi người bấm close. Rồi, xong. Và sau đó thì chúng ta xuống cái phần đăng ký tài khoản nha mọi người. Mọi người vô đây này để cho chúng ta đăng ký cái tài khoản ở trên bằng cái email á mọi người. Đó. Bằng cái email. Và khi đăng ký tài khoản thì mọi người lưu ý là chúng ta thì mật khẩu chỉ sử dụng chữ thôi, nó không dùng số nha mọi người. Và khi mà chúng ta đăng ký xong đó, để mọi người vào cái email mà mọi người đăng ký, nó sẽ có gửi hộp thư đến đó, nó xác nhận cái, thì mọi người xác nhận cái là xong nha mọi người. Đó, rất là đơn giản luôn. Và cái tài khoản thì Ngọc Hảo đăng ký rồi, bây giờ thì Hảo hướng dẫn để cho mọi người đăng ký làm y chang như vậy á là xong. Đó, phần giới tính nè, rồi ngày tháng năm sinh, country là cái quốc gia đó, thì chúng ta chọn là của Việt Nam. Rồi cái ngôn ngữ á, thì mọi người chọn là English, là tiếng Anh. Sau đó thì mọi người bấm hoàn thành. Đó. Và chúng ta vào cái bìa email mà chúng ta đăng ký, mọi người xác thực cái là xong cái phần đăng ký nha. Đó, nó rất là nhanh luôn, rất là đơn giản. Đó, Hảo đã tải cái phần mềm này về ở trên desktop rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ vào và mọi người tiến hành đăng nhập cái tài khoản này. Cái tài khoản mà lúc nãy mà mình đăng ký, bây giờ mình sẽ vô, mình đăng nhập. Đó, rất là đơn giản. Hảo đăng ký xong rồi, bây giờ thì Hảo sẽ vô đăng nhập này. Đó, mọi người đăng nhập cũng nhanh lắm mọi người. Sau đó thì chúng ta chọn cái thư mục nhạc mà chúng ta thưởng thức á, để chúng ta đồng bộ nó. Đó, rất là nhanh luôn, chỉ mất vài giây thôi, chúng ta đồng bộ ở trên laptop á. Sau đó mọi người bấm ok. Đó, rất là đơn giản lắm mọi người ha. Bấm ok tiếp nữa là xong. Rồi bây giờ thì mọi người vô, ví dụ bác và anh nào chúng ta muốn đổi qua cái thư mục chứa nhạc khác á, thì mọi người vô mọi người đổi. Và cái tốc độ cập nhật nhạc của nó cực kỳ nhanh luôn nha mọi người. Mất vài giây là nó cập nhật xong luôn á. Nó tốc độ nó nhanh lắm. Và mọi người lưu ý là mọi người vô cái DAC, cái đầu vào của DAC chúng ta chỉnh vào USB DAC nha. Đó, vậy là xong. Nó rất là đơn giản. Và sau đó thì chúng ta chọn cái đầu ra âm thanh ở trên laptop á, là cái chúng ta chọn cái đầu ra âm thanh là cái DAC mà chúng ta đã kết nối á. Đó, mọi người vô đây mọi người chọn này, cái phần sau á, mọi người chọn cái đầu ra âm thanh là cái DAC Hảo đang kết nối, cái N25 thì Hảo chọn cái DAC đó. Đó, và bây giờ cái thao tác ở trên điện thoại, trên máy tính vậy là xong rồi mọi người. Bây giờ trên điện thoại, trên điện thoại thì Hảo đã vô cái Apple Store, Hảo tải cái Hyslick về rồi. Thì nhanh lắm, chúng ta sẽ đăng nhập bằng cái tài khoản mà lúc nãy mọi người đăng ký, đăng nhập ở trên laptop thì mọi người đăng nhập vô điện thoại luôn. Và cái phần mềm này nó được mở lên, và nhạc ở trên laptop nó sẽ được đồng bộ cái danh sách ở trên điện thoại luôn nha mọi người. À, mọi người thấy chưa, nó y chang một cái chiếc music server chuyên nghiệp vậy đó, đầy đủ hết luôn, có album rồi đầy đủ. Và chúng ta vào cái drop ở bên tay trái màn hình á, mọi người chọn cái con DAC mà chúng ta kết nối vào cái phần setting cài đặt á. Đó, Hảo đang chọn cái con N25. Đó, sau đó là chúng ta nghe. À, rất là tiện lợi luôn. Và mọi người thấy này, nó sẽ có playlist, rồi có hiển thị chọn bài hát rồi trở về này kia. Thì chúng ta chọn và thưởng thức, nó y chang như là một cái music server chuyên nghiệp. Và khi mà chúng ta kết nối thì mọi người lưu ý dùng Ngọc Hảo là cái wifi của laptop và wifi của điện thoại thì nó đồng bộ một wifi nha, là ok. Thì cái nào cũng vậy thôi, Hảo thấy là
dù cái music server hay những cái hãng khác nó cũng vậy đó mọi người. Thì mọi người thấy trên này nó có hiển thị cái số bit luôn là BCM đây, nó ghi là 44.1 kHz 16 bit, nó tương đương CD luôn đó mọi người. Đó, và chúng ta chọn đổi bài hát rồi kia. Nói chung là nó y chang như một cái music server chuyên nghiệp vậy đó. Nhưng mà cái ưu điểm của khi chúng ta nghe trên laptop á, là cái chất lượng nhạc nó vẫn giữ nguyên là 32 bit và DSD luôn. Cái đầu ra nó xuất ra rất là chất lượng. Còn ví dụ music server mọi người xài maximum chỉ có là 24 bit thôi, 192 kHz thôi nha mọi người. Đó, và họ thấy là ở Việt Nam chúng ta thì các bác các anh chúng ta nghe trên laptop cũng rất là nhiều nha mọi người. Nghe trên laptop rất là nhiều bởi vì hầu như laptop thì nó rất là phổ biến rồi, ai cũng có hết á. Đó, và Hảo chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ nha mọi người. Và bác và anh nào mà không rành công nghệ á, thì mọi người bấm từ từ là cũng ok hết á. Đó, và các bác anh nhớ những lúc đăng ký nha mọi người để ủng hộ cho kênh của Ngọc Hảo. Và cập nhật những cái video tiếp theo của Ngọc Hảo sẽ ra mắt hướng dẫn mọi người cái cách mà chơi nhạc tiện lợi nhất. Và Ngọc Hảo có bán USB và ổ cắm nhạc lóc lét chất lượng cao. Bác và anh nào mà có nhu cầu thì mọi người liên hệ trực tiếp cho Ngọc Hảo nha mọi người. Nhạc ở bên Ngọc Hảo về USB thì Hảo có 64GB 600.000, 128GB 800 và ổ cứng là 500GB là 1.500.000 và 1T là 2.500.000. Và xin kết thúc video tại đây. Xin chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo của Ngọc Hảo Audio Sài Gòn. Xin chào mọi người.